Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của Báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sự việc hai nhịp cầu Phong Châu kết nối xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao với xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bất ngờ đổ sụp hoàn toàn, gây thiệt hại lớn cho các phương tiện lưu thông, đang khiến người dân không khỏi bàng hoàng đau xót. Cầu Phong Châu được đưa vào sử dụng năm 1996 với tải trọng thiết kế H18 X60 gồm 8 nhịp, trong đó có 4 nhịp giản đơn dầm T33M bằng bê tông cốt thép giữ ứng lực, 3 nhịp dàn thép 66M cộng 64M cộng 80M và một nhịp giản đơn dầm T21M bằng bê tông cốt thép thường. Sau gần 20 năm khai thác, cầu bị hư hỏng nặng do lượng xe hạng nặng qua lại quá nhiều. Đến tháng 9 năm 2013, cầu Phong Châu được tiến hành sửa chữa quy mô lớn. Báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ cũng cho biết, năm 2019, cầu Phong Châu được xử lý sói lở, gia cố trụ cầu. Đến năm 2023, cầu tiếp tục được sửa chữa nhỏ gồm tẩy dỉ, thay khe co giãn, sơn lại lan can và kiểm định cầu. Theo đó, hồi tháng 4 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ với tư cách là chủ đầu tư, ban quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông làm bên mời thầu đã tổ chức đấu thầu gói thầu thi công xây dựng công trình với giá dự toán 4 tỷ 408 triệu 565 nghìn đồng. Thuộc dự án sửa chữa cầu Phong Châu, km 18 cộng 200, quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ. Tuy được đấu thầu rộng rãi, qua mạng, song chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ đăng ký thực hiện và may mắn trúng gói thầu với giá rất sát so với giá dự toán là 4 tỷ 400 triệu 019.019 .019 đồng, tranh lệch 8.545.981 đồng. Nhà thầu được nhắc tới ở đây là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Ngọc Việt, viết tắt là công ty Ngọc Việt, có trụ sở ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Người ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là ông Trần Hoài Giang, giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Ngoài ra, tổ chuyên gia được giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông thành lập theo quyết định số 03/QĐ-QLBT ngày 3 tháng 3 năm 2023 để thực hiện đánh giá EHSGT hồ sơ dự thầu của gói thầu bao gồm ông Nguyễn Quốc Việt tổ trưởng, ông Cao Quang Huy tổ viên và ông Nguyễn Quang Huy tổ viên. Đây là những người đã chấm đạt cho EHSGT của công ty Ngọc Việt. Đại diện công ty Ngọc Việt phán đoán nguyên nhân rất có thể đến từ tình hình bão lũ và thiên tai nặng nề trong những ngày gần đây. Nhịp cầu bị gãy đổ là do thiên tai, mưa lũ khiến nước sông Hồng dâng cao làm thay đổi địa hình lòng sông khu vực này, tôi nghĩ như thế. Đại diện công ty Ngọc Việt phủ nhận trách nhiệm tại sự việc thương tâm này, đồng thời khẳng định chúng tôi không làm gì để ảnh hưởng đến cây cầu cả. Khi bắt tay vào thi công cách đây hơn một năm, hiện trạng của cây cầu cũng bình thường, không có vấn đề cần chú ý. Vẫn theo vị này, mặc dù giá gói thầu lên tới 4,4 tỷ đồng, tuy nhiên nhà thầu chỉ thực hiện đánh dỉ, sơn kết cấu nhịp dàn thép, sơn lại lan can, sửa chữa khe co giãn, sửa chữa và thay mới hệ thống chiếu sáng trong thời hạn cam kết là 120 ngày. Phía công ty Ngọc Việt thông tin thêm, chỉ là những hạng mục nhỏ bên ngoài chứ không đụng chạm gì đến kết cấu bên trong. Tiếp tục tìm hiểu, được biết từ năm 2020 tới nay, công ty Ngọc Việt đã tham gia và trúng toàn bộ 10 gói thầu do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ và Ban quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông phối hợp tổ chức với tổng giá trị gần 64 tỷ đồng. Ông Phan Trường Sơn, 50 tuổi, ở xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, Phú Thọ, một trong ba nạn nhân đi xe máy bị rơi xuống sông và may mắn thoát chết trong vụ sập nhịp cầu Phong Châu ở tỉnh Phú Thọ. Bàng Hoàng kể lại, khi đang nằm điều trị tại bệnh viện Tam Nông rằng, khi đang chạy xe trên cầu, tôi bỗng nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh từ phía sau, cứ tưởng là nhịp cầu rung do ô tô tải nặng chạy qua, còn chưa kịp quay lại xem thì đã rơi xuống nước. Cả người và xe lao xuống sông có lẽ đã rơi xuống gần đáy. Tôi cố gắng nín thở để ngoi lên, đến gần mặt nước thì hết hơi, cũng xác định là không sống được. Ông Sơn bơi một đoạn thì bám vào một cây chuối trên sông và sau đó được người dân đi thuyền cứu đưa lên bờ. Anh Triệu Ngọc Thư, một nhân chứng kể lại, lúc đi xe máy đến gần cầu, phía trước mặt có khoảng 3 chiếc ô tô, rồi cầu rung lắc và gãy đổ xuống sông. Anh nói, sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng một phút, cầu đã sập xuống và nước sông cuốn trôi đi. Chiều mùng 9 tháng 9, tại đầu cầu Phong Châu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, lực lượng công an và quân đội đã điều động phương tiện, dựng lều giã chiến để sẵn sàng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu. Đại tá Trần Nho Lương, Phó Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Ban đã báo cáo lãnh đạo quân khu 2 để điều động lực lượng, trang thiết bị đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đại tá Trần Nho Lương nói, riêng tại lực lượng vũ trang của tỉnh, tại điểm đầu cầu Phong Châu đã có 350 người ứng trực cùng 5 xuồng cao tốc để sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn. Ngoài điểm cầu Phong Châu, còn tại huyện Cẩm Khê, lực lượng vũ trang tỉnh cũng bố trí một xuồng cao tốc và 30 cán bộ, chiến sĩ để phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự huyện để thực hiện tìm kiếm cứu nạn. Đại tá Trần Nho Lương cho biết, ngoài ra, lãnh đạo quân khu 2 chỉ đạo chúng tôi phối hợp với Lữ đoàn 543, Công an tỉnh Phú Thọ để thiết lập một sở chỉ huy nhẹ để kết nối thông tin thông suốt với quân khu. Phó ban chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết, tại thực địa, nước đang chảy rất xiết, cuốn trôi nhiều bụi chuối, gỗ, rác từ thượng nguồn đổ về qua khu vực cầu Phong Châu, gây khó khăn trong công tác cứu nạn. Lực lượng chức năng phải đứng ở sát bờ sông, dùng ống nhòm quan sát để tìm kiếm người gặp nạn. Ngoài ra, lực lượng chức năng phải kết hợp sử dụng flycam bay dọc tuyến để tìm kiếm người mất tích. Tại cây xăng gần hiện trường, người dân có thân nhân đang mất tích được hướng dẫn khai báo, để lại thông tin liên lạc chờ thông báo từ lực lượng chức năng. Các cơ quan chức năng cũng đã phân luồng từ xa, yêu cầu các sở trên địa bàn ra soát, đánh giá lại các cầu cống yếu để tính toán đóng cửa phân luồng trong tình huống nước dâng và chảy xiết như hiện nay. Chiều mùng 9 tháng 9, ông Trịnh Sĩ Tài, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết Hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân trong sự cố xe gặp nạn rơi xuống vực sau khi đất đá sạt lở. Trước đó, báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng cho biết khoảng 5 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2024, tại km 180 650 xảy ra sạt lở đất đá nghiêm trọng xuống mặt đường, đẩy một xe khách và một xe con xuống suối. Vị trí gặp nạn thuộc địa phận xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Sở Giao thông Vận tải đã thành lập đoàn vào hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Đoạn tuyến từ km 180 đến km 247 có nhiều vị trí tắc đường nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo huyện Nguyên Bình cho biết, chiếc xe khách gặp nạn là xe 16 chỗ. Thông tin ban đầu, thời điểm gặp nạn trên xe có khoảng hơn 10 hành khách. Tỉnh Cao Bằng những ngày qua xảy ra mưa lớn diện rộng và đã xuất hiện lũ trên các sông, suối gây ngập lụt khu vực ven sông vùng trung thấp. Bên cạnh đó, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại lớn về người, nhà ở, công trình cơ sở hạ tầng, giao thông, y tế. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, mưa lũ, sạt lở còn khiến một cháu bé 4 tuổi tử vong và ba người khác bị thương. Cụ thể, lúc 4 giờ ngày 9 tháng 9, xảy ra sạt lở đất vùi lấp nhà. Bé trai có tên viết tắt là TCC, sinh năm 2020, thường trú xóm Lũng Nội, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tử vong trên đường đi cấp cứu. Ba người bị thương gồm cháu VTL, sinh năm 2017, thường trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc do tôn cắt vào chân và hai người chưa xác định danh tính tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình. Tin bão áp thấp mới nhất của cơ quan khí quyển địa vật lý và thiên văn Philippines Pagasa ngày mùng 9 tháng 9 cho hay áp thấp gần biển Đông ở phía Bắc Luzon có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo Pagasa, áp thấp gần biển Đông ước tính cách Bắc Lưu Dông 1.155 km về phía Đông Đông Bắc. Chuyên gia dự báo bão Robert Badrina của Pagasa cho hay, khi đi vào Philippines, hệ thống này sẽ được đặt tên là Ferdi. Gió mùa Tây Nam hay Habagat đang tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết ở các khu vực tại Lưu Dông, bao gồm vùng Ilocos, Apayao và Abra, với dự báo thỉnh thoảng sẽ có mưa. Áp thấp gần biển Đông cùng với gió mùa Tây Nam dự kiến khiến trời u ám, có mưa giải rác và rông bão ở Cagayan Valley, Trung Lưu dông và các khu vực khác của vùng Cordillera. Trước đó, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa đã đưa ra cảnh báo quốc gia này có khả năng hứng chịu thêm hai cơn bão nhiệt đới trong tháng 9, sau khi siêu bão số 3 Iagi vừa can quét nước này vào giữa tuần trước. Theo đó, Pagasa cho biết đã theo dõi hai vùng áp thấp gần khu vực dự báo của Philippines, PR, có khả năng sẽ đi vào PR và phát triển thành bão trong tuần tới. Một áp thấp ở phía đông bắc Bắc Lưu trong khi vùng áp thấp còn lại ở phía đông Mindanao. Theo Pagasa, hai cơn bão nhiệt đới mới nếu hình thành sẽ được đặt tên là Ferdi và Gene. Cơn bão trước đó là Entang, tên quốc tế là Iagi, cũng đã hình thành từ một áp thấp gần Biển Đông vào đầu tháng 9, đã mạnh lên thành siêu bão số 3 Iagi ở Biển Đông, gây ảnh hưởng nặng nề cho Philippines trung quốc và việt nam